tám. Tính nhờ bán dâm hả? Không bán. Tính nhờ bán dâm hả? Không bán nhanh lắm. Giờ sáng mai là có lửa. Em ơi, ở chiếc xe này nhìn thấy nó mới quá vậy rồi. Chiếc này gầu mấy em? 025 hả? Giang cổ, giang gầm đồ này nó ok ha. Phụ răng luôn, không có tí nhớt tí nhau nào luôn. Không tí nhớt tí gì hết. Máy móc khô hết luôn, chẳng có tí nhớt nào luôn. Quay máy luôn lên. Ồ đây nè. Đấy, phụ răng luôn. Mới tinh. Ủa, chích nè. Nó có cái kia hả? Ây da. Đấy, Hitachi nè. À, cái con này giờ em định bán bao nhiêu em ơi? 360 triệu. 360 triệu hả? Rồi đây, cái mà cái chân này nó đội lên cao lắm không? Nó đội lên là để nó lên mấy cái chiếc xe nho nhỏ đó đúng không? Đây dàn chân nè, có dàn chân nhân máy nè. Hitachi đời đời gì nãy mà nói quên, 40U. À. Đây, Hitachi. Zaxi 40U. Bán giá là 360 triệu. Rồi. Nếu mà bạn nào mà mua thì mình sẽ ghi cái số điện thoại vậy. Ở trên cái đầu của video nha. Đó. Rồi, liên lạc trực tiếp với lại chủ xe. Còn mình là mình chỉ có đăng giùm thôi chứ còn. Đây, chân giò nè. Muốn xem cho kỹ thì các bạn hãy liên lạc số điện thoại đến xem. Em trai nổ máy giùm em trai ơi. Nổ máy để cho thao tác thử coi. Rồi rồi rồi, thao tác thử coi. Đó, gầu rồi nè. Bộ răng nè. Rồi ok rồi. Các bạn nào muốn mua thì mình sẽ đăng số điện thoại ở trên đầu của cái video nha. Là liên lạc với lại chủ xe.